Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 251 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu bước vào những tập truyện của ngày hôm nay. Để mở đầu cho cái tập truyện ngày hôm nay, Duy sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện khá là hay. Nó liên quan tới những cái lời thề non hẹn biển và cái dục vọng của con người được kể lại qua cái lời kể của một anh trai. Cái anh này thì hiện tại anh cũng khá lớn tuổi rồi. Mặc dầu như vậy, nhưng mà câu chuyện này đó, nó xảy ra từ hồi mà anh chưa được sanh ra đời nữa, rất là lâu, cho nên anh chỉ được nghe qua những cái lời kể của ông bà trong nhà kể lại thôi hà. Anh nhớ không lầm, câu chuyện này xảy ra vào những cái năm 1960 của thế kỷ trước, cái năm mà chưa có giải phóng nữa. Anh nói mọi cái nguyên nhân gốc rễ trong câu chuyện này, nó không xuất phát từ gia đình của anh, mà nó xuất phát từ câu chuyện tình của một cái cô nữ sinh đang học tại một cái ngôi trường nữ sinh trung học Gia Long. Thời điểm đó, đây là một cái ngôi trường rất là lớn và nổi tiếng luôn. Người ta thường hay gọi với một cái tên thân thuộc, đó chính là trường nữ sinh áo tím. Tại vì cái trường này chỉ cho nữ sinh học thôi hà, mà cái bộ đồng phục là những cái bộ áo dài màu tím đó mọi người. Theo như anh được biết, thời điểm đó mà nữ sinh nào được học trong ngôi trường này thì gia đình cũng không phải dạng vừa đâu. Nhà giàu giàu mà người ta có học thức, có địa vị không à mới được học trong cái ngôi trường này. Trong đó có một cái cô này tên là Cẩm Hằng. Cổ là một cái cô gái rất là đẹp luôn. Năm đó mới có 16 tuổi à. Mà cái cô này là người gốc Bắc, di cư vô miền Nam này để mà sống cũng khá lâu rồi đó. Người lớn người ta thường nói, những cái năm đó nha, cứ hễ cái anh trai nào mà làm quen được một cái cô gái nữ sinh trường Gia Long đó thì phải nói rất là hãnh diện luôn. Tại vì đa số những cô gái này đẹp đẹp mà nhà người ta giàu không à, học giỏi nữa. Mà những cái anh này cũng không phải là người thường đâu, toàn là văn nghệ sĩ, làm thơ, ca hát này nọ không đó. Rồi cái cô Cẩm Hằng này cũng vậy luôn, cổ cũng đẹp, rồi học giỏi này nọ nè. Cho nên là cứ mỗi ngày đi học những cái anh con trai cứ đứng ngoài hàng rào nhìn theo cổ hoài à, rất là mê cổ luôn, si tình dữ lắm. Trong đó có một cái anh này tên là anh Mẫn. Cái anh đó đó cũng là một cái người nghệ sĩ hay sao đó, hát tình ca rất là hay. Mà cái vẻ bề ngoài rất là lãng tử phong trần luôn. Cái đó là cái gu của thời ngày xưa. Cũng không biết là cái cách thức cưa cẩm của người ngày xưa như thế nào, có khác với lại cái giới trẻ của chúng ta hiện nay hay không á, thì không có rõ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn cưa cẩm thôi, thì cái chú Mẫn này đã chiếm trọn được cái tình cảm của cô Hằng kia bằng cái sự lãng tử phong trần và hát hay của mình. Cổ cũng đáp lại tình cảm luôn, và hai người chính thức quen nhau. Người ta thường nói những cái người con gái Bắc Bộ ngày xưa đó rất là kiêu kỳ luôn, kiểu như là rất là tiểu thư. Thành ra những cái anh con trai muốn làm quen á, phải nói rất là khó khăn luôn. Tuy nhiên, sau khi đã quen được rồi, mà một khi họ thấy không hạnh phúc với nhau đó, thì cái người con gái miền Bắc á, người ta rất là dễ dàng chấp nhận, chia tay luôn, không yêu nữa thì thôi. Còn riêng cái người con gái miền Nam đó, người ta rất là chân chất mộc mạc nè, quen nhau rất là dễ luôn. Một khi đã quen nhau đậm sâu rồi á, thì họ khó bỏ, khó dứt ra dữ lắm luôn. Đó là hai cái nét tính cách của hai người con gái Bắc Bộ và Nam Bộ. Nói ra như vậy để cho mọi người biết được cái tính cách của cô Hằng này nó y chang vậy đó. Tại vì cổ là cái người con gái rặt miền Bắc luôn. Thể hiện như thế nào thì ở cái phần sau mọi người sẽ biết. Quay về câu chuyện của cổ, khi mà hai người quen nhau càng đậm sâu rồi đó, đi học vẫn quen nhau luôn nha. Cho tới khi mà đã học tới năm cuối rồi, gần tới ngày chuẩn bị tham gia kỳ thi tú tài rồi đó. Mà cái kỳ thi tú tài này nó ngang bằng với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia bây giờ đó mọi người. Gần tới ngày thi rồi thì bất ngờ cái cô Hằng này cổ phát hiện trong bụng của mình đang mang cái giọt máu của anh Mẫn kia. Tại vì cổ bắt đầu ốm nghén và có những cái dấu hiệu của phụ nữ mang thai. Tới cái ngày thi đó thì hai người cũng có gặp nhau trong trường, rồi chúc nhau thi tốt này nọ. Cô này cổ thi với một cái tâm thế rất là vui vẻ luôn. Tại vì cổ cứ nghĩ đâu, chắc chắn rồi cái tương lai của mình sẽ tốt đẹp khi mà sống cùng với anh Mẫn này. Tại vì cổ thương cái anh Mẫn này thiệt lòng. Tới khi mà thi xong rồi, nhà ai nấy về, cổ cũng về cái căn cư xá của cổ á, cổ ở trong đó. Tại vì nhà của cổ á thì ở Đồng Nai, cổ không phải là người Sài Gòn đâu, xa cha xa mẹ nè,
Bây giờ cái bụng của cổ nó cũng u u lên rồi, cổ đâu thể nào về báo với cha mẹ là bây giờ con có thai được đâu, đang còn đi học mà. Mà người con gái những cái năm đó đó, một khi mà về nói cha mẹ đã mang thai khi chưa có chồng á, thì đó là một cái tội rất là lớn, không thể nào nói được đâu. Cứ đi tới đi lui vòng vòng hoài trong cái căn cư xá đó, đợi cái anh này hoài thì cũng không thấy, mà cũng không dám về quê thăm ba thăm má luôn, đâu có về được đâu. Mà đây là cái căn cư xá của cái trường này dành cho những cái học sinh mà ở tỉnh khác lên đây để mà học đó. Mới đầu thì cổ cứ tưởng đâu là cái anh Mẫn này nè, anh về quê thưa với ba má, thành ra là cái thời gian đi nó hơi lâu này nọ thôi, mình cũng ráng đợi. Nhưng đợi hoài suốt mấy tháng hè luôn, mấy cây phượng ở trong trường á, nó nở bông, nó rụng hết trơn bông luôn, cũng không thấy ảnh tới tìm mình. Lúc này cổ bồn chồn rồi, cổ bắt đầu đi xuống tới tận nhà của cái chú Mẫn này để mà tìm luôn. Nhưng khi xuống tới đó thì không thấy nữa. Hỏi ra thì biết cái thằng Mẫn này nè, bây giờ á, cả nhà nó đã chuyển đi nơi khác ở rồi, không còn ở chỗ này nữa. Tới nước này rồi thì chỉ biết lủi thủi đi về cái căn cư xá của mình thôi. Cái bụng bây giờ nó cũng khá là bự lên rồi đó, đâu có dám về nhà với ba má đâu, mà không biết phải làm sao hết trơn á. Lúc này á, thì trước căn cư xá của cô cũng có thập thò vài ba thanh niên. Tại vì mặc dù người ta biết cô á, đang có bầu, đang mang thai với một cái thằng nào đó, nhưng người ta cũng vẫn còn thích cô. Tại vì cô là một cái người con gái phải nói rất là đẹp luôn, mê cô từ hồi lúc mà còn đi học rồi. Bởi vậy mới thấy trong cái xã hội muôn màu thời điểm đó đó, thì vàng thao nó lẫn lộn hết trơn à. Người tốt có, người xấu có, và có cả những cái người rất là rộng lượng, luôn mở cái vòng tay ra để mà chào đón cái cô này một lần nữa. Tại vì người ta đã si mê cô từ rất là lâu rồi. Trong đó có một cái anh này tên là anh Khải. Hỏi ra thì anh ấy nói đó, Tôi thích thằng từ hồi đó tới giờ rồi. Bây giờ tôi biết Hằng á, bị cái thằng kia nó ở với Hằng, để cho Hằng có bầu bây giờ nó bỏ Hằng đúng không? Không có sao hết trơn á, tôi vẫn rất là thương Hằng. Tuy nhiên có một cái điều kiện, tới khi mà Hằng đẻ cái đứa bé này ra rồi đó, thì Hằng đem nó cho ai thì cho đi, tôi không có nuôi đâu nghe. Tôi thương Hằng thì thương, nhưng mà tôi không có chấp nhận cái cảnh đó là tò dò mà nuôi tu hú đâu. Lọt vô cái tình cảnh này thì bây giờ phải biết làm sao. Nếu mình theo cái người thanh niên đó thì chắc chắn cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mình không theo người ta đó thì hai mẹ con của mình sẽ phải khổ. Tại vì phải mang theo một cái đứa con nít nữa trong khi mình mới có 16-17 tuổi à. Mà về nhà ba má của mình thì chắc chắn sẽ không được. Tại vì ổng bả rất là khó, người ta còn theo cái hệ tư tưởng phong kiến mà, đâu có dám về đâu. Cho nên ngay lập tức cái cô Hằng này, cổ đã quên đi cái mối tình với cái người đàn ông phụ bạc tên là Mẫn đó. Bây giờ cổ xà vô lòng của cái người thanh niên tên Khải này. Tại vì cổ biết dù sao người ta cũng thương mình, người ta để ý mình từ rất lâu rồi. Với lại một cái điều hơn hết, đó chính là nhà của cái thanh niên tên Khải này rất là giàu luôn. Nhưng một khi mà cô đã quyết định theo cái người này rồi thì cái giá mà cô phải trả để lấy được cái sự hạnh phúc giàu sang, đó chính là cô phải đánh đổi bằng cái đứa con của mình sắp sửa sanh ra. Cô vẫn được đẻ nó ra, tuy nhiên cô không có quyền nuôi, tại vì người đó người ta không có thích. Cô có thể đưa nó vô cô nhi viện cho người nào đó thì tùy thích, nhưng không được đem về nhà để mà làm con chung. Cô cũng chấp nhận luôn. Tại vì bây giờ cái điều trước mắt cô muốn đó là cô muốn có một cái người bảo vệ cho mình, có của ăn của để. Tại vì hồi đó giờ cô không có chịu được cái cảnh nghèo khổ, cô chỉ sống trong nhung lụa riết là cô cũng quen luôn rồi. Thành ra thì cô cứ nghĩ đơn giản thôi, khi mình cưới cái anh này về đó, hai vợ chồng của mình có những đứa con chung thì mình cũng có con rồi. Còn cái đứa nhỏ này mình sẽ tìm một cái nhà đó giàu giàu đi, rồi để trước cửa nhà người ta cho người ta, hy vọng nó sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn. Rồi thế là trong cái lúc mà cổ mang bầu, cổ gần đẻ rồi đó, cổ cũng đi ra ngoài đường nghía nghía thử vài căn nhà đó, thì cổ coi có cái nhà nào mà người ta giàu giàu, rồi vợ chồng ít con đó, cổ định sẵn ngôi nhà đó, tới ngày mà cổ đẻ đó, cổ sẽ đem con cổ để trước cửa nhà của người ta, cho người ta đem vô người ta nuôi. Đúng thiệt là như vậy. Tới cái buổi tối ngày hôm đó, tự nhiên cổ chuyển dạ, rồi cũng có bà mụ đỡ đẻ cho cổ luôn, và đẻ ngay tại trong cái căn cư xá đó. Đẻ xong rồi thì cổ cũng nuôi cái thằng nhỏ này trong khoảng 1-2 ngày à. Tới ngày thứ ba, cổ quyết định đem đi cho người ta luôn. Cổ thì cũng không có mua đồ gì nhiều cho thằng bé này đâu, tại vì cổ xác định mình đâu có nuôi cái thằng nhỏ này đâu. Cho nên trong một cái buổi tối mà trời ngày hôm đó rất là lạnh luôn, cổ bỏ cái thằng nhỏ này ở trong một cái nôi bằng cây vậy nè, để đó. Rồi cổ đem trước một cái ngôi nhà, nhà này cũng khá giả luôn, mà đêm đó người ta đóng cửa, người ta ngủ hết trơn rồi, không thấy có ai trong nhà hết trơn á. Cổ đem cổ để đại đó, để trước cửa nhà người ta, mà trên cái mình thằng nhỏ
Cổ chỉ đắp lại một cái áo rất là mỏng thôi, không có đồ đạc gì nhiều hết trơn á, bình sữa cũng không hề có luôn. Cổ cứ nghĩ đâu á, mình để đi, một hồi nữa thằng nhỏ nó lạnh, nó đói, nó khóc lớn lên đó, thì chủ nhà người ta sẽ ra, rồi người ta thấy tội nghiệp quá, người ta đem nó vô, người ta nuôi nó, mà nhà người ta giàu thì chắc chắn cuộc sống của nó sẽ tốt hơn thôi à, sau này không có sợ nghèo khổ. Nhưng đâu có ai ngờ rằng cái ngôi nhà trong câu chuyện này năm đó chính là nhà của ông bà nội anh ngày xưa. Thành ra ngày hôm nay anh mới có cái để mà kể lại cho mọi người nghe đây nè. Nói đi thì cũng phải nói lại, hổ dữ mà nó còn không ăn thịt con, huống gì cô này mới đẻ đã có mấy ngày hả, thì cổ lại nỡ lòng nào đem cái đứa con của mình để trước cửa nhà người ta trong một cái đêm lạnh giá như vậy. Thật ra đó thì cái cô này đáng thương hơn là đáng trách, tại vì cổ cũng có thể gửi vô cô như diện này nọ, nhưng mà cổ không có biết sau này con của mình sẽ đi đâu vậy đâu. Cổ định để cái nhà này là cổ chỉ muốn là người ta nhà giàu, người ta đem thằng nhỏ này vô nuôi, rồi cuộc sống của nó sau này sẽ tốt hơn thôi. Cổ cứ đinh ninh nghĩ sau này cuộc sống của cổ tốt hơn, khi mà con cổ lớn lên rồi đó, cổ sẽ quay lại đây tìm con của mình và nhận lại con. Thành ra trước khi đi cổ cũng khóc, cổ đau lòng rất là nhiều. Cổ có nói lại đứa nhỏ này đó, sau này mẹ chắc chắn sẽ tìm con ngay tại cái ngôi nhà này. Rồi xong, cổ phủi tay đi về, mặc dù rất là đau lòng chứ không phải là không, nhưng thôi, cổ coi đây như là một cái giấc mộng vậy đó, cổ đã tỉnh rồi. Khi về tới nhà, thì lúc này cổ đã đường đường chính chính lấy cái chú kia làm chồng. Hai người lấy nhau, người ta ngoài người ta nhìn vô thì tao nói đây là trai tơ, rồi lấy nhỏ con gái mới lớn làm vợ làm chồng, nhìn cũng rất đẹp đôi. Nhưng đâu có ai biết cái sự thật đằng sau đó, cái cô gái này đó đã từng có chồng rồi và đã từng có con luôn rồi. Cái chuyện này chỉ có hai người biết với nhau thôi hà, và do thương nhau thành ra cũng giấu nhẹm luôn, không có nói cho mọi người biết. Và rồi thế là cái lời hứa thứ hai đã được thốt ra. Lời hứa thứ nhất là cái lời hứa của cái ông Mẫn khi đã hứa với cô sẽ quay lại cưới cô sau cái kỳ thi tú tài. Còn lời hứa thứ hai này, cô đã hứa với cái đứa con trai của mình rằng sau này cuộc sống tốt hơn, mẹ sẽ quay trở lại tìm con. Thật ra đó, cổ cứ đinh ninh, cái buổi tối ngày hôm đó, cả gia đình này sẽ đi ra rồi nhốn nháo tìm cái đứa nhỏ này, đem vô nhà, rồi người ta sẽ nuôi nấng nó một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cô đâu có ngờ, ngày hôm đó, cả nhà của người ta đi chơi, người ta không có nhà, qua tới mấy ngày hôm sau người ta mới về. Thì cái thằng nhỏ này nó đâu thể nào sống nổi qua cái đêm lạnh giá đó đâu. Cả nhà của anh đêm đó đúng thiệt là đi chơi, không có nhà luôn. Cho tới 2 ngày sau luôn á thì chủ nhà người ta cũng chưa có về nữa. Đây là cái nhà của ông bà nội của cái anh kể chuyện lại đó, chưa có về. Thành ra là trong 2 ngày hôm đó, người dân ta đi ngang con lộ rồi nè, người ta mới thấy sao mà trước cổng của cái nhà này á, con cái nôi của em bé mà sao không có nghe tiếng khóc la gì hết trơn á. Vô đó coi thì mới thấy là ruồi nhặng nó bu tùm lum hết trơn. Phát hiện ra là cái thằng bé này nó chết đã 1-2 ngày hôm trước rồi. Thế như vậy đó thì chòm xóm chung quanh người ta cũng đâu có biết ớt giáp gì đâu, cũng đem cái thằng nhỏ này qua cái gò đất bên kia gần nhà của anh đó, đào một cái hố nhỏ rồi chôn thôi à. Tại vì đây là cái đứa bé sơ sinh, nó cũng không có bự gì mấy, cũng không có cực trong cái lúc mà đào chôn, nó chỉ bằng một cái con chó con nhỏ xíu thôi hà. Chôn rồi đại đó, đâu có biết tên tuổi gì đâu, một cái mã vô danh. Rồi lâu dần theo thời gian 1-2 năm á, nó lãng mất tiêu luôn, cũng không biết á, cái chỗ nào là cái mã của thằng nhỏ nữa. Cho tới qua ngày hôm sau, khi mà cả nhà của anh tự dưới quê lên lại ngôi nhà này đó, thì mới được bà con chòm xóm gần gần đó người ta kể lại câu chuyện này, rất là thương tâm luôn. Lúc đó thì ông bà nội của anh cũng còn rất là trẻ, bà của anh còn quá là nhỏ luôn, dẫn nhau về quê chơi hàng sau đó thì anh cũng không có rành nữa. Nghe người ta kể lại á, không biết ai mà bỏ cái thằng nhỏ ngay trước cổng nhà của ông bà đây nè, rồi không có ai tới lui hàng sau đó, thằng nhỏ nó chết, mà kiểu như nó chết cũng 1-2 ngày rồi, không có bú được miếng sữa nào luôn, chết á mà cái da nó teo tóp vô vậy đó, tại vì á phơi sương phơi nắng cũng 1-2 ngày, trời mưa trời nắng nữa nè, thành ra rất là tội nghiệp luôn, rồi nó bắt đầu bu rồi đó. Tụi tôi cũng thấy tội nghiệp quá, đem qua cái gò đất bên kia chôn mà kìa, hai ông bà có thấy mà tội nghiệp nó đó, thì thắp nhang cho nó nghe, rồi cúng bái nó đi, chứ nó chết trước cửa nhà mà. Sau cái sự việc đó là ông bà nội của anh lắc đầu, chỉ biết là không có duyên với đứa bé này. Chứ nếu như ngày hôm đó mà lỡ thấy cái thằng nhỏ này trước cửa nhà, thì thấy thương quá cũng đem vô nhà nuôi luôn chứ sao giờ. Nhưng cái số trời rồi, đi về quê chưa có lên kịp, thì thằng nhỏ nó chết cũng đâu phải lỗi của nhà mình đâu. Do đó thì cũng cúng kiến rất là nhiều cho cái thằng bé này nha. Lâu lâu á là cúng, tại vì biết cái vong hồn của nó vẫn còn vòng vòng đây nè. Đúng thiệt là như vậy. Hầu như bà nội kể,
Cái thời điểm đó là ngày nào cũng thấy con thằng nhỏ Chút Ác à, nó cứ tới lui thập thà thò ngoài cổng gì nè, mà nó không có phá phách gì hết trơn nha, cứ đứng hoài đó mà trong suốt mấy năm trời luôn. Những cái năm đó mặc dù ma cỏ hoành hành rất là nhiều, nhưng riêng nhà của anh thì ông bà nội không có sợ ma, tại vì biết được đây là cái vong hồn của thằng nhỏ, nhỏ xíu à, đã chết trước cửa nhà của mình, thấy thương hơn là thấy sợ, đâu có sợ gì đâu. Tuy nhiên cũng không biết á, cái câu chuyện gì đã ẩn chứa đằng sau cái chết của thằng bé này á, thì cả nhà của anh không có được biết. Cho tới nhiều năm sau thì ông bà nội không còn ở trong căn nhà này nữa, sang lại cho một cái chủ mới. Mà phải nói một điều nha, trong những năm đó là hầu như ngày nào mọi người trong nhà cũng thấy thập thò một cái bóng dáng của một cái thằng con nít á, nó ngoài cửa hoài vậy đó, mà nó không có chịu đi. Cho tới khi mà đã bán lại cho một cái người chủ mới rồi, thì đây là một cái cặp vợ chồng người Hoa. Những câu chuyện sau này, ông bà nội chỉ được nghe hai vợ chồng này kể lại thôi. Tại vì lúc đó ông bà nội không còn ở trong cái ngôi nhà này nữa, nhưng mà vong hồn của thằng bé đó nó vẫn còn ở đây. Về cái ngôi nhà này sinh sống thì ông bà Năm có mở một cái tiệm tạp hóa, bán rất là nhiều đồ luôn. Ông bà Năm mới kể lại, mở ra bán rất đắt hàng luôn, kiểu như là có ai mời khách tới gì đó, trời ơi rất là nhiều bán mà không kịp luôn đó. Một phần ổng với bà cũng là những người rất là tin tâm linh, buôn bán làm ăn mà, thành ra cúng kiến rất thường xuyên luôn. Cho nên có thể là như vậy đó mà cái thằng bé này kéo khách về cho ổng bà. Và cái thời điểm đó ổng bà vẫn không hề biết trong nhà này có vong linh của một cái đứa con nít nha. Rồi cái cuộc sống của ông bà Năm nó cứ diễn ra bình thường vậy đó, mặc dù cũng có trải qua rất là nhiều những thăng trầm của thời cuộc. Tại vì những năm đó nó có trải qua những cột mốc lịch sử, đặc biệt là vào những cái năm 1975. Tới sau này tầm khoảng 30 năm sau, nó rơi vào khoảng năm 1989-1990 đó. Thì cái năm đó ông Năm ổng mất, tại vì cũng khá lớn tuổi rồi. Sau nhiều năm, mặc dù trải qua nhiều biến động, thậm chí là trải qua chiến tranh luôn nữa, nhưng cuối cùng á thì ông bà Năm vẫn giữ được cái cục đất này. Thành ra là tới cái ngày mất của ông Năm đó, ông Năm vẫn được mất trong chính cái ngôi nhà của mình luôn. Đây là cái ngôi nhà mà phía trước có cái chết của một cái đứa em bé đó. Và sau ngót nghét tầm khoảng 30 năm thì cái câu chuyện về cái đứa trẻ sơ sinh đã chết trước cái cổng nhà này hồi cái năm đó đó thì hầu như không còn ai nhớ tới nữa. Tại vì những cái người già năm xưa, người ta cũng già, người ta chết hết trơn rồi. Cũng có những người, người ta chết vì súng đạn của chiến tranh luôn nữa. Thành ra ngay trong cái ngày đám tang của ông Năm đó cũng có rất là nhiều người tới dự, thân bằng quyến thuộc rất là nhiều luôn, đa số là người lớn trưởng thành không à, con nít á thì cũng không có nhiều. Tự nhiên cái người thầy tụng đang đứng trong nhà, đứng gần cái hòm của ông Năm để mà tụng đám ma đó, thầy mới nhìn ra ngoài cổng. Vô tình thôi thầy mới thấy có một cái đứa nhỏ, nó nhỏ xíu gì nè, nó bằng con mèo à, nó đứng được nha, nó đứng thập thò ngoài cổng, nó nhìn vô nhìn hoài vậy nè. Mới đầu thầy thấy lạ, thầy nói sao mà cái đứa nhỏ này nó nhỏ xíu gì trời mà nó đứng được, trẻ sơ sinh mà. Nhìn kỹ lại thì thấy đây là một cái vong hồn chứ không phải là một cái người thực thụ. Tại vì thầy tu này người ta có một cái cặp mắt, thầy thấy được đây là cái vong chứ không phải là người. Lúc đó thì thầy đã biết rồi, thầy biết cái cục đất này có cái vong của cái thằng con nít đó. Cho nên thầy vẫn ráng thầy tụng cho hết cái buổi này. Tới tối muộn luôn, khách người ta cũng về hết trơn rồi, trong nhà chỉ còn lại cái hòm của ông Năm và những người thân trong nhà thôi hà. Thầy mới ra ngoài cổng này, lúc đó ngoài cổng vắng tanh à, không có ai hết trơn á. Thầy ra đó, thầy vẫn thấy cái thằng nhỏ này đang đứng gần cái cây cột á, gần cái cổng này nè, đứng ở đó. Thầy mới quất lại, thầy kêu nói chuyện, thằng nhỏ cũng đi lại luôn. Thầy nhìn sơ qua, thầy biết cái thằng nhỏ này không phải mới chết đâu, chết rất lâu rồi. Tại vì thầy cảm nhận được cái âm lực của thằng nhỏ này nó có chứ không phải là không. Tại vì những đứa trẻ sơ sinh mới vừa chết á, yếu dữ lắm luôn, không hề có một cái loại âm lực gì hết trơn á. Nhưng cái đứa trẻ này nó phát ra cái nguồn năng lượng đó. Sau đó thì thầy tiếp tục hỏi chuyện. Thầy coi đây giống như là một cái đứa trẻ bình thường thôi. Thầy hỏi tại sao mà con đứng ở đây, con đợi ai, con tìm cái gì. Thì cái đứa nhỏ này bắt đầu kể lại hết đầu đuôi toàn bộ câu chuyện, kể từ khi mẹ của nó mang thai với ai, câu chuyện như thế nào, tới khi mẹ nó bỏ nó ở đây, rồi nó chết ra sao đó. Nó kể lại hết tường tận cho thầy nghe luôn. Thầy nghe xong á, thật sự thầy mũi lòng, thầy khóc luôn đó. Cái đứa nhỏ này cũng khóc, vừa kể mà vừa khóc nha, rất là uất hận mẹ của mình luôn. Tại sao tới bây giờ mẹ vẫn không tới đây tìm mình, trong khi mẹ đã hứa mẹ về đây mẹ tìm con mà, tại sao mẹ không có tìm. Thầy khóc rất là nhiều luôn. Thầy thấy thương nó rất là nhiều, tại vì nó còn quá là nhỏ để hiểu được cái lẽ vô thường của cuộc đời. Mặc dù á cái tướng người còn rất là nhỏ nha, bằng một con mèo sơ sinh thôi, nhưng mà cái thằng bé này á đã đạt cái trí tuệ của một cái người tầm khoảng 30 mấy tuổi luôn rồi. Cái trí tuệ lớn dần theo thời gian, mặc dù cơ thể còn nhỏ thôi. Rồi tự nhiên cái đứa bé này mới nói với thầy á,
Hiện tại con biết mẹ của con đang ở với ai, mà đang sống ở đâu luôn nữa. Mẹ con đang ở với Bình Dương mà sống vui hạnh phúc lắm luôn kìa. Nhưng mà con không có tới để mà tìm mẹ của con được. Con ở đây, con đợi mẹ của con gần 30 năm rồi. Con đợi hoài à. Tại vì ngày hôm đó mẹ của con hứa với con á, mẹ sẽ tới đây tìm con. Con đợi hoài luôn, mà không thấy mẹ tới đây để mà tìm con. Nghe nói xong á, thì thầy không biết phải diễn tả bằng câu từ nào luôn. Tại vì thầy thấy rất là thương. 30 năm ở đây đợi mẹ của mình mà không phá phách ai hết trơn á, cứ đợi hoài mà khóc vậy đó nha. Khi mà nghe như vậy thì chắc chắn thầy biết mẹ của Dông Nhi này hiện tại đang sống Bình Dương rồi, nhưng mà không biết cái địa chỉ cụ thể là ở đâu thôi. Rồi thầy cũng hỏi tiếp, cái Dông Nhi này cũng trả lời rành mạch luôn, nói là cái số nhà đó, đường đó, ở cái phường đó gì đó, nói hết ra luôn. Thầy đã biết được cái địa chỉ rồi thì tự nhiên thầy mới thấy là cái Dông Nhi này nè khóc khóc rồi quay lưng đi thẳng lại gốc cây gần cái cổng nhà này đó, trú ngụ ở trong đó. Và đó là cái chỗ ngụ của cái Vong Nhi này sau mấy chục năm trời luôn. Thầy mới thấy thương quá đi, do đó thầy mới lấy ra một cái cây phướng chiêu hồn của thầy á. Thầy mới kêu cái Vong Nhi này nè ngụ đỡ trong cái cây phướng này đi, rồi ngày hôm sau thầy dẫn Vong Nhi này tới để mà gặp mẹ của nó. Nói là Vong Nhi vậy thôi chứ thực ra người ta cũng lớn lắm rồi, chỉ là cái thân thể người ta còn nhỏ xíu vậy thôi. Tới sáng ngày hôm sau, khi mà chôn cất làm lễ cho ông Năm ở nhà xong rồi đó, thì thầy bắt đầu cầm theo cái cây phướng của mình đó qua tới Bình Dương, lần theo cái địa chỉ của cái Vong Nhi này đã chỉ cho thầy hồi tối hôm qua, để mà tìm cái người mẹ đó hỏi cho ra lẽ sự thật. Khi mà lần mò tới cái địa chỉ đó thì thầy mới thấy trước mặt của mình là một cái căn biệt thự kiểu Pháp cũ ngày xưa đó, nó rất là sang trọng luôn. Cái thời điểm năm 90 mà đã có biệt thự rồi á, thì cái nhà này phải có gốc gác rất là lớn, giàu từ ngày xưa tới bây giờ rồi. Đứng đó bấm chuông một hồi đó, thì ở trong nhà bước ra một cái người phụ nữ. Cái bà này dáng cũng nhỏ nhắn thôi mà ăn mặc rất là sang trọng luôn, tuổi trung niên rồi, nhưng mà nhìn cái vẻ mặt á, rất là đẹp, mà kiểu đẹp sang của nhà giàu đó. Bà ra mở cửa thì trước mặt của bà là một cái người sư thầy vậy nè. Bà mới hỏi là dạ chào thầy, thầy tới đây kiếm ai vậy thầy? Rồi thầy mới trả lời á, à tôi tới đây tôi tìm một cái người phụ nữ tên là Trịnh Cẩm Hằng, thì không biết là cái nhà này có phải là nhà của cái cô Hằng hay không. Tại vì á, theo như cái lời nhắn gửi của cái đứa con trai của cổ á, là hiện tại con trai của cổ đang cần gặp cổ, tại vì á, nó nhớ cổ dữ lắm, lâu ngày rồi không có gặp. Sở dĩ tại sao mà thầy biết được cái tên của cái bà này tên là Trịnh Cẩm Hằng, thì trong tối đêm qua đó, cái đứa nhỏ này cũng đã nói ra tên họ của mẹ nó cho thầy nghe luôn. Lúc này thì có vẻ bà Hằng bà cũng chưa có biết ớt giáp gì đâu, bà mới ngơ ngác gì nè. Bà nói với thầy là, ủa thầy, tôi cũng có hai đứa con, đứa con gái đứa con trai, mà tôi gửi tụi nó đi du học ngoài nước ngoài hết trơn rồi, sao mà tụi nó gửi về tụi nó hỏi thầy được. Nếu như mà tụi nó cần tôi đó thì tụi nó gửi thư về, bưu điện người ta gửi về đây tôi đọc, chứ sao mà thông qua thầy được, có lộn nhà không vậy thầy? Thì thầy mới bình tĩnh, thầy nói là không phải, cái ý của tôi á là một cái đứa con trai của chị á, chị họ đó có bỏ một cái thằng con trai tầm khoảng 30 năm trước, chị để nó trước cổng của cái nhà ở dưới Sài Gòn á, chị nhớ không hay là chị quên rồi? Thầy vừa nói xong thôi là thầy thấy bà thở nặng liền luôn, bà ngã bà quỳ xuống vậy nè, bà không còn dám nhìn thẳng vô mặt của thầy nữa. Bà mới nói là, ủa thầy, sao mà thầy biết được cái thằng nhỏ đó, mà sao thầy biết được nhà của tôi mà thầy tới đây thì tìm tôi vậy, tôi có liên quan tới nó đó, thiệt tôi là mẹ của nó nè. Thầy nói nó kể cho tôi nghe hết trơn rồi, nhưng mà đáng buồn nó chết rồi chứ nó không còn sống như là chị nghĩ đâu. Tại vì cái ngày này 30 năm về trước á, chị bỏ nó ở đó, nhưng mà chị có chắc rằng người ta sẽ đem nó vô người ta nuôi nó không? Chị bỏ nó rành đạn ở đó, rồi chị quay mặt chị đi à, chị không quan tâm con của mình có ai nhận hay không, rồi á, trời mưa trời nắng có ai lo cho nó hay không, nó nằm ở đó, rồi sương gió nó chết rồi, nó chết sau đó 2 ngày. Rồi trong khoảng thời gian 30 năm nay nè, nó đâu có đi đâu đâu, nó cứ lẻo đẻo vòng vòng trước cổng nhà của người ta hoài á, nó đợi chị tới đón nó đó, nhưng mà chị đâu có đón nó đâu, chắc có lẽ chị quên cái lời hứa với nó rằng chị sẽ tới đây để mà đón nó đúng không. Nó biết rõ cái địa chỉ của chị đó, nhưng nó không có khả năng để mà tìm đường, nó không hề biết đường từ cái chỗ của nó tới nhà của chị, thành ra nó không có tìm, nó chỉ lòng vòng ở chỗ đó thôi, nó đợi ngày chị đón nó đó. Thì thôi ngày hôm nay nó nhờ tôi tới đây chuyển lại nhiêu đó với chị đó thì tôi nói hết rồi, còn những công chuyện tiếp theo á là của chị đó, thôi tôi đi về ạ. Kiểu như bị bỏ giữa chừng á, thành ra cái cô Hằng này bà rất là chơi dơi luôn, bà cứ liên tục năn nỉ thầy á, làm ơn thì làm ơn cho chót cái thầy ơi, chứ bây giờ tôi không biết phải làm sao để tìm con tôi được hết trơn á, bây giờ sao mà con tôi đã chết vậy. Thầy nói bà khóc như chưa bao giờ được khóc luôn, trời ơi bà ngồi bà khóc quá trời khóc. Cái sau đó thầy mới quyết định lấy cái cây phướng chiêu hồn của mình đã được để cái vong hồn của thằng bé này ngự ở trong đó,
thầy kêu cái vong của nó xuất ra đây đi, rồi đi ra ôm mẹ của nó đi. Thì nó thấy mẹ của nó lại nó ôm bà, nó khóc vậy nè, nhưng bà đâu có biết đâu. Thầy mới thấy trước mắt của mình á, cái bà tự nhiên bà rùng mình lên, kiểu như là có một cái cơn gió lạnh á, nó thổi vô người của bà vậy nè. Thì đó chính là cái làn gió, là cái vong hồn của con bà đó. Ngay lúc này thì thầy có đưa cho cô Hằng một cái tấm bài vị có khắc tên cái đứa bé này trong đó. Thầy mới đưa cho bà cầm đi, bà cầm bà ôm vậy nè, rồi bà nói nhỏ nhẹ trong họng của bà, kiểu như là bà nhắn gửi bà xin lỗi với con vậy đó. Mà thầy nói nó đang ôm bà đó, bà có thấy lạnh hay không? Thì đúng thiệt, bà đang thấy rất là lạnh luôn. Rồi thầy mới nói tiếp, tôi biết chị cũng vì hoàn cảnh thôi, nhưng mà tại sao cái ngày hôm đó khi mà chị bỏ nó đó, chị lại bỏ ngay trước cổng nhà của người ta? Tại sao chị không đem lên chùa cho người ta nuôi đi? Nó sống ở trong chùa cũng tốt mà, đâu có nhất thiết phải đem trước cổng nhà của người ta. Rủi người ta không thích con nít, người ta hổng nuôi nó, người ta đem dục bỏ rồi sao, cũng tội cho con của mình, rồi con mình nó cũng chết à. Chứ đâu phải bỏ trước cửa nhà giàu rồi người ta sẽ nuôi nó sẽ có cuộc sống tốt hơn, không phải như chị nghĩ. Sau một lúc thầy mới thấy là một cái người bằng xương bằng thịt mà lại ôm một cái vong linh, như là đang ôm một cái luồng không khí gì đó, nó đâu có cái sự liên kết gì đâu, nhưng cái tình mẫu tử đã liên kết hai người này lại. Một hồi sau thì thầy mới thấy là cái vong linh của cái đứa bé này nè, không có còn muốn ở gần mẹ của mình nữa, mới chạy lẻo đẻo theo chân của thầy hoài nè. Kiểu như là thầy cũng hiểu, cái đứa bé này ngày hôm nay nó muốn gặp mẹ của nó một lần thôi, một lần sau 30 năm rồi thôi hả. Cái quan trọng là bây giờ phải đi theo thầy nè, học Phật pháp này nọ để mà đi đầu thai, chứ không thể nào cứ lãng vãng ở chỗ đó hoài được. Ngày hôm nay thấy được mẹ của mình đã mãn nguyện rồi đó. Sau đó thì thầy cũng hiểu, thầy mới thu hồn cái em bé này lại vô trong cây phướng của mình. Thì ngay lúc này cái cô Hằng á, bà không còn cảm giác cái lạnh trong người của bà nữa. Thì bà mới hỏi thầy, bà hỏi, ủa thằng nhỏ đó rồi thầy, sao mà tôi thấy nó ấm dữ vậy? Thì có nghĩa lúc này thằng nhỏ không còn đang ngồi trong lòng của bà nữa, thằng nhỏ đang nằm trong cái cây phướng của thầy rồi. Và thế là vong hồn của một cái đứa con chỉ sống vỏn vẹn được có mấy ngày thôi, chờ đợi mẹ của mình tới rước trong vòng 30 năm. Nhưng không biết trong 30 năm đó mẹ của mình có nhớ tới mình hay không á, thì không có chắc. Vậy là đã hết một cái câu chuyện buồn, nhưng dù sao kết thúc của nó cũng có hậu. Tại vì cái vong linh em bé này đã được gặp mẹ của mình một lần trong suốt 30 năm. Phải nói cái người mà tội nhất không ai khác chính là cái em bé này. Tại vì cũng chính vì hai cái lời hứa đó đã tiếp nối tạo nên một cái sóng gió cho cái cuộc đời của em bé này đó. Nếu như cái năm đó không có cái lời hứa suông của ông Mẫn, thì chắc có lẽ cái cô Hằng này cổ cũng không tới nỗi phải cùng cực mà đem cái đứa con của mình rứt ruột đẻ ra để trước cửa nhà của người ta như vậy. Mà nếu như không có cái lời hứa suông của cô Hằng này, thì ngày hôm đó khi cổ bỏ cái đứa nhỏ ở đây, thì cái đứa nhỏ này có thể sẽ được đi đầu thai và không phải đứng ở đây để mà chờ đợi mẹ của mình tới rước trong suốt 30 năm trời. Bởi vậy thì mới thấy những cái lời hứa tuy nó nhỏ nhặt thôi, nhưng một khi nó cộng dồn, nó chấp nối lại, thì nó tạo ra những cái duyên. Duyên này có thể là duyên tốt hoặc duyên xấu, và cả những cái hậu quả rất là khó lường luôn. Nhưng mà cũng hên á, là ở đâu đó cũng còn một chút duyên lành. Nó xuất phát từ những cái trái tim á, biết sống vì người khác. Đặc biệt là cái người thầy tu ở trong câu chuyện này chính là cái cầu nối giữa cái vong nhi và cái người mẹ đó. Tiếp theo cũng là một cái câu chuyện khá là buồn, được kể qua lời kể của một cái cô. Cô này là cô giáo, hiện tại cô đang làm việc và sinh sống tại thành phố Bạc Liêu. Cô nói đây là một cái câu chuyện rất là buồn của gia đình cô luôn, xảy ra vào 17 năm trước. Nói về cái cuộc sống hôn nhân của cô có một cái người chồng, chú này tên là chú Thịnh. Ngày xưa, hai người từng học chung cái khoa sư phạm ở trên trường Đại học Cần Thơ đó. Học chung, rồi quen nhau, tới khi mà ra trường rồi, hai người về quê, về Bạc Liêu để mà đi dạy luôn. Phải có thương nhau thì mới cưới nhau được. Thành ra năm 2003, cô chú mới làm đám cưới. Rồi một năm sau đẻ ra một cái đứa con trai đầu lòng. Tới lúc này thì mới có chuyện. Tại vì vừa đẻ ra xong đó, bắt đầu cô lại nhào đầu vô công việc của mình. Tại vì cái khối công việc rất là nhiều, sau khi nghỉ hậu sản mà, quá là nhiều công chuyện đi. Cô cũng là một cái người tham công tiếc việc nữa, thành ra cô làm ở trường ngoài đó, rồi bỏ bê công chuyện ở nhà cũng có. Cái thời điểm đó phải nói là cô bận túi bụi tùng bùng luôn. Tại vì phải lên trường dạy, dạy học xong về nhà là chăm sóc cho cái thằng con của mình, làm đồ ăn, đồ uống cho nó ăn nè, rồi uống sữa này nọ, rồi làm công chuyện nhà, giặt, giũ, ủi đồ, rồi chấm bài cho học sinh. Đó thì cô không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân của mình luôn, phụ nữ sau sinh nữa. Rồi nhìn cô lúc này rất là bầy hầy, thậm chí có vẻ hơi dơ dơ luôn đó. Thật ra rất là thương cho cô, tại vì cô không có thời gian. Cô nói nha,
Trước khi mà sanh đó, cô rất là ốm luôn. Sau khi sanh rồi mấy tháng sau, cô lên ký, lên ba mấy ký luôn. Lúc này cái thân hình của cô nó rất là mập mạp. Rồi tự nhiên do công việc cuộc sống nó khiến cô bước vô cái guồng quay mà cô quên đi cái chuyện vợ chồng chăn gối của cô. Sau đó cô mới sực nhớ lại, 7-8 tháng trời sau khi mà sanh đó, thì vợ chồng của cô không có gần gũi luôn. Ngủ không có ôm nhau, mà nói chung là ngủ một người một góc gì đó, cô cũng không còn quan tâm. Tại vì bây giờ có quá nhiều chuyện nó chi phối cô luôn rồi. Cũng không biết là bây giờ do cô mập, cô xấu xí, cô bề xề rồi đó, thì cái ông chồng của mình ổng chán hay không. Tại vì thời điểm đó là cô thấy ổng bắt đầu đi sớm về khuya, mà không biết ổng có công chuyện gì. Trong khi ổng cũng dạy chung trường với mình mà, thì giáo viên đi dạy xong hết giờ hành chính thì về, chứ đi dạy cái gì nữa. Mà ổng cứ đi hoài đó, đi sớm nha, mà về rất là khuya luôn. Nhà có con nhỏ, mà cứ hễ thằng nhỏ nó khóc la lên á, ổng không phụ tiếp vợ của ổng dỗ thằng nhỏ, mà ổng còn chửi bới nữa. Trời ơi, ổng nói hả, mày á mà dỗ con của mày chưa? Mày mà không dỗ á, bây giờ tao đi ra khỏi nhà cho mày vừa lòng. Trời ơi, hai mẹ con của mày á, cứ hết khóc rồi la, bộ chùi cho cái nhà này á, tán gia bại sản mới chịu hay sao á. Rồi cô nói có bữa đó, hai vợ chồng đi dạy về trễ, ổng á thì ổng ngồi đó ổng soạn giáo án chấm bài cho học sinh này nọ, thằng nhỏ thì nằm ngủ ở đó. Còn cô á, cô đang ngồi nhà sau để mà giặt đồ, xà bông tùm lum hết trơn. Rồi bất ngờ thằng nhỏ nó mới thức đi, nó khóc la quá trời. Ổng thì ngồi gần đó gì chứ ổng không thèm dỗ thằng con của mình. Kêu cô á, mày lên mày dỗ con nhỏ coi mày để tao á, soạn giáo án này nọ nè, nó khóc hoài sao nó làm bài được. Cô cũng chạy lên, cô dỗ thằng nhỏ, như lúc này á, cái giò của cô dính xà bông không à, chạy té một cái ạch luôn, rất là đau cái lưng của mình. Nhưng phải ráng ẵm thằng nhỏ dỗ cho nó ngủ, chứ ổng không có đá động gì tới thằng nhỏ hết trơn á. Lúc này cắn răng chịu đựng thôi, muốn ly dị dữ lắm rồi, nhưng nghĩ là thằng con của mình ly dị rồi đó thì nó không có cha coi sao được, tội nghiệp con của mình thôi hả, chứ tội nghiệp ai. Thôi cũng ráng mà chịu đó. Thế như vậy riết rồi cô cũng chán, hai vợ chồng bây giờ đâu có ai nói năng với ai đâu, cứ nạnh ai nấy làm gì đó. Tới một thời gian sau thì cô mới đưa thằng con của mình cho bà ngoại em giữ. Chiều cô đi dạy về, cô sẽ ghé ngang cô rước. Hôm đó đó cô đi dạy về trễ, tại vì cô phải họp ở trong trường, về trễ dữ lắm luôn. Cô cũng biết trước là ngày hôm nay mình về trễ, cho nên ở trong nhà cô cũng kho thịt kho cá sẵn, cô để sẵn trong nhà. Tuy nhiên cơm thì cô không có nấu cơm mới, tại vì cơm từ hồi trưa ăn vẫn còn, chiều ăn lại nó vẫn còn ngon chứ không có gì hết trơn á. Tự nhiên chiều hôm đó cô rước thằng nhỏ con về tới nhà rồi, mở cửa nhà ra thì thấy một cái cảnh tượng rất là kinh hoàng luôn. Đồ ăn đồ uống trong nhà nó đổ xuống đất hết trơn gì đó, chén bát đập bể nát hết trơn. Lúc này á thì cô mới thả thằng con của mình xuống cho nó bò vòng vòng trong nhà. Rồi cô mới ngồi xuống, cô hốt đồ ăn lụm chén dĩa đồ lên. Thì ông mới lú mặt của ông ra, ông chửi tiếp. Ông mới nói mày đi đâu giờ này mày mới về. Mày biết á, tao là chồng của mày chứ không phải người ở trong cái nhà này. Mà mày cho tao ăn á, canh thừa cá cặn, đồ ăn của tao á, còn thua đồ ăn của con chó nữa. Tại sao á, mày cho tao ăn đồ ăn vậy mày? Mày biết tao đi làm cực khổ vậy không? Mà mày á, còn quần là áo lụa, mày đặt diện cớ đi họp đi hành, mày đi với trai hay gì? Để bữa nay tao cho mày biết cái cách để mày làm vợ. Chứ hồi đó giờ tao thấy mày xử xử tao không có đúng mực. Ông vừa nói dứt câu thôi, cô không kịp trở tay nữa là ông nắm cái đầu của cô, ông tán tới tấp luôn. Thằng nhỏ con thấy vậy đó, nó thấy cha của nó đánh mẹ của nó, nó mới chạy lại, nó khóc quá trời khóc. Ông nở lòng nào á, ông lấy cái tay, ông nhéo lỗ tai của thằng nhỏ vậy nè, nó còn khóc dữ hơn nữa. Đánh xong một hồi rồi đó, thì ông nẹt cái xe ông chạy đâu mất tiêu luôn. Cái chuyện bị chửi riết rồi cô cũng quá quen rồi, nhưng lần đầu tiên cô bị ông đánh nặng tới vậy, thành ra cô rất là hận luôn. Hận nhất là cái câu mà ông nói cô, cho ông ăn đồ ăn còn thua cả chó nữa. Tại vì á, cái cơm là ăn cơm từ hồi trưa, cô cũng thấy là cơm ăn còn ngon mà, đâu tới nỗi nào đâu. Mà tại sao ông nặng lời với mình tới vậy? Nhưng thôi, cũng ráng nhẫn nhịn luôn, tắm rửa cho con, rồi hai mẹ con leo lên giường ngủ, chứ ông chưa có về nữa. Là một cái người phụ nữ, thì cô nói khi mà cô ngủ với chồng á, chồng của mình có ngoại tình ở ngoài hay không á, nhìn là biết hết trơn à. Tại vì mặc dù những cái ngày tháng sau này, hai vợ chồng của cô cũng có những chuyện chăn gối với nhau, nhưng cô cảm thấy nó rất là lạ kỳ luôn. Tại vì á, ổng cứ bắt ép cô phải làm theo cái ý thích của ổng à, làm những cái trò rất là điên rồ, phải nói rất là dâm đảng luôn á. Mà hồi đó giờ cô không bao giờ quen những cái chuyện này đâu, nó rất là lạ lẫm, không biết ai đã dạy ổng ở ngoài kia. Thì có thể cô nghĩ những cái đứa con gái ngoài kia đã chỉ dạy ổng những cái bài này nè, để mà ổng về ổng áp dụng trên cơ thể của cô. Mà nếu như cô không muốn làm theo cái lời của ổng á, thì bắt đầu ổng lại làm mạnh hơn, khiến cô rất là khó chịu. Nói nôm na lúc này giống như cô đang bị thúc ép, cô đang bị gò bó, thật sự cô không có muốn đâu. Giống như nếu mà cô kháng cự
thì ổng sẽ bạo hành vậy đó. Mà cái chuyện này á, là cái chuyện chăn gối của vợ chồng, đâu thể nào đi nói cho người lạ được đâu, nó quê gần chết vậy đó. Cô cũng ráng cô ém hoài luôn, nhiều khi cũng muốn thôi bây giờ á, đi kiếm một cái chỗ nào đó, mình á, kết thúc cuộc đời của mình cho xong đi. Nhưng còn cái thằng con của mình thì ai mà nuôi. Rồi mãi đâu tới năm 2005 cô mang thai. Tới tháng 4 2006 cô đẻ ra một cái đứa bé gái. Năm đó là cái năm Tuất, thành ra nó rất là kỵ tuổi với cái tuổi của chồng cô luôn. Do đó đầu năm á, cô cũng có đi coi quẻ đầu năm nè, đi coi bói này nọ. Ai cũng nói cái năm nay á, là cái năm kỵ của chồng của cô nghe, rất là hạn chế đi xa đây. Cô cũng nghe vậy thì cô nghĩ thôi bây giờ á, ráng ở nhà đi gần gần thôi, hạn chế đi xe cụ này nọ để mà tránh tai ương. Mà cũng chính từ cái năm này đó là cái năm khởi sắc của gia đình cô luôn. Tại vì khi đẻ đứa con gái ra xong đó là chồng cô ổng không còn đi ăn chơi gì nữa cả. Tối ngày chỉ ở nhà nè, chăm lo cho con, rồi rất là ngoan luôn, không còn chửi bới đánh đập vợ con gì hết trơn á, rất là kỳ lạ. Và đặc biệt nha, cô để ý, lâu lâu á, có những đêm chồng của cô ổng bị ác mộng, ổng cứ la chớ giới gì nè. Ổng nói thôi, em thay tôi đi, em đừng có theo tôi nữa, em đi đi, trời ơi em ám tôi hoài vậy. Rất là nhiều lần luôn, ổng tỉnh dậy cô cũng hỏi, cô hỏi sao vậy. Những lần đầu á, ổng chỉ nói là ổng bị ác mộng thôi, nhưng lâu dần đó, thì ổng mới khai thiệt luôn. Ổng nói trong suốt 2 năm vừa qua, trong khi mà vợ chồng của mình cơm không lành canh không ngọt đó, ổng có đi ra ngoài, ổng ngủ với một cái cô gái bia ôm, mà ổng thích cô gái này, cho nên là cứ mỗi lần ổng muốn đi ra đó là ổng sẽ chỉ đi với cô gái này thôi. Hình như là ổng không có dùng những cái biện pháp an toàn, thành ra trong suốt 2 năm trời ổng ngủ cùng cô gái này đó, thì cũng có một ngày cô gái này phát hiện cổ đã có bầu. Khi cổ có bầu, cổ mới thông báo cho ổng biết, thì ổng chối bỏ, ổng mới không có cho cô gái này giữ cái bầu này lại. Ổng nói thôi à nghe, dù sao mình cũng là cái người qua đường thôi, chứ không phải là đường chính chính gì hết trơn á, có bầu thì thôi bỏ đứa nhỏ đi. Nhưng cô này không có chịu, cổ kêu ổng bắt buộc bây giờ phải về bỏ con vợ ở nhà, cưới cổ làm vợ đi. Tại vì sau 2 năm trời á, ít nhiều cổ cũng đã có tình cảm với ổng luôn rồi, cổ muốn quen ổng và cưới ổng làm chồng chính thức. Nhưng chú này thì ổng đâu có chịu, ổng là thầy giáo mà, đâu có cái chuyện là bỏ vợ mà đi cưới một cái cô gái bị ôm vậy đâu. Thành ra ổng thẳng từng từ chối luôn. Trong suốt thời gian đó là ổng một mực từ chối, nhưng cô gái này á, cứ lẻo đẻo theo ổng hoài ha, cứ muốn cưới ổng làm chồng thôi. Cuối cùng cái kết rất đau buồn, cái cô gái này cổ đã uống thuốc trong căn phòng trọ của cổ, và cổ đã đi cùng với cái bào thai 13 tuần tuổi, hai mẹ con mất ở trong phòng trọ luôn. Cũng chính vì cô gái này chết oan chết ức, mà cái ông Thịnh này, cái lỗi của ổng cũng quá là lớn, phản bội vợ của mình ở nhà, đi ra ngủ với gái bia ôm, mà bây giờ phải gây ra thêm một cái bào thai nữa mà người ta đã quyên sinh vậy rồi đó, thì cái tội của ổng không bao giờ là nhỏ. Do đó thì ổng nói là 3 tháng gần đây á, tôi đâu có dám đi chơi đi bờ gì đâu, tôi ở nhà không à, mà nó cứ nhát tôi hoài luôn. Đêm nào tôi ngủ nó cũng nhát hết trơn, nó đòi bắt tôi theo, nó kêu tôi á phải cột dây lên rồi chết theo nó. Khi mà nghe xong á thì cô cũng rất sợ, mặc dù giận ổng á thì giận, nhưng bây giờ cũng là chồng của mình mà. Cô cũng đi rất là nhiều thầy, xin vòng chuỗi cho ổng đeo, nhưng mà cũng không có hết. Cái cô gái đó cứ về ám ổng hoài luôn, riết rồi ổng đâu có ngủ nghe gì được đâu. Hai cái gò má của ổng á, nó hớp lại vậy nè. Rồi á, ổng bị cái bệnh này bệnh kia, bệnh hoài luôn, đâu có đi dạy được đâu, cứ nằm ở nhà nghỉ hoài vậy đó. Thấy rất nguy hiểm rồi, có thể cô gái này sẽ về quật cả nhà của mình nè. Cho nên cô đã gửi hai đứa con của mình qua nhà má của cô á, để mà giữ ở bển. Nhà này chỉ còn cô với lại ông chồng của mình ở thôi. Mà ông chồng lúc này á, ổng cũng đổ bệnh, ổng yếu lắm rồi, không còn đi dạy được luôn, xin nghỉ phép vài ngày để mà dưỡng bệnh đó. Cô nói bây giờ nhìn chồng mình á, thấy rất tội luôn, ngủ nghe thì không được, ăn uống cũng không được luôn, mà lúc nào cũng vậy hết trơn, cứ nghe dằn vặt bên lỗ tai nói là anh ơi, hai mẹ con của em đợi anh về nghe anh, tụi em đợi anh đó, mà cứ vậy đó. Tối ngủ nhắm mắt lại là thấy cổ cái mặt xanh chành luôn. Thế là cái thời gian đó chỉ còn mình ơn cô đi lên trường dạy thôi. Ổng thì nằm ở nhà dưỡng bệnh, vòng vòng trong nhà vậy thôi hà, đóng cửa lại. Ngày ngày cô đi dạy về đó, cô nấu cơm để sẵn cho ổng ăn. Hôm đó tự nhiên cái linh cảm của cô không có được tốt, thành ra cô xin nghỉ tiết, cô dạy cô đi về sớm. Ngày hôm đó là ngày 28 tháng 7 năm 2006. Cô vừa tới cổng thì thấy cửa nhà của mình đóng lại. Cô thấy lạ rồi đó, tại vì bình thường ổng ở nhà, ổng mở cửa nhà không à. Mở cửa ra vô tới nhà rồi, vô tới phòng luôn cũng không thấy ổng. Kiểm tra hết tất cả những cái phòng trong nhà cũng không thấy luôn. Cô bước lên lầu, lên cái nhà vệ sinh ở trên lầu đó, thì mới tá hỏa ra luôn. Ổng đang nằm, ổng bị điện giật, ổng chết ở đó rồi. Lúc này cô mới nhanh chóng tắt cầu dao,
Cô mới hay ra hồi nãy giờ ổng đang tắm, nhưng mà cái máy nước nóng á, nó bị rò rỉ điện đi, thành ra cái nước này nó giỡn điện, nó giật ổng chết, ổng nằm đây chết tại chỗ đây nè. Sau đó thì cô cũng gọi công an, an cất hiện trường xong rồi đó, người ta cũng tới giúp cô làm đám tang chôn cất nọ xong rồi. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, cô cũng không biết ngày hôm đó đó là do chồng của mình bị rò rỉ điện rồi chết vì bị điện giật, hay còn một cái thế lực gì đó vô hình khiến cho ổng bị chết ngay tại trong căn nhà, mà ngay cái tháng tam tai của ổng nữa. Sau mọi chuyện rồi đó thì cô bán căn nhà đó lấy tiền nuôi hai đứa nhỏ. Cô xây một căn nhà nhỏ hơn chứ không còn dám ở trong căn nhà này nữa đâu, quá là nhiều kỷ niệm đau buồn đi. Và trong suốt mười mấy năm trời, cô chỉ thấy chồng của cô về đúng một lần thôi. Ổng về ổng nói ổng tới số chết rồi, ổng còn dẫn thêm một cái đứa nhỏ nữa nè. Có lẽ cái đứa này chính là cái đứa con trong bụng của cái cô gái bán bia ôm cái năm đó. Qua câu chuyện này thì cô nói, trong hôn nhân á, cái điều mà đáng trân trọng nhất đó chính là cái lòng thủy chung. Một khi mà đã có cái tâm dạ muốn phản bội rồi đó, thì cái người đàn ông hoặc là người đàn bà phải trả một cái giá rất là đắt, cao nhất là bằng cả tính mạng của mình. Với lại cô thấy một điều, cái năm đó là cái năm Bính Tuất, nó rất kỵ với tuổi của chồng cô là cái tuổi Bính Thìn. Cô đi coi bói ai cũng nói cái năm nay á, là năm xuôi tháng hạn hết trơn. Sau mọi chuyện thì cô mới thấy mình cũng rất nên tin những cái chuyện tướng số này nọ. Tại vì những cái ngày giờ sinh kỵ hay không kỵ, nó đã nằm trong sách vở hết trơn rồi. Mình cũng nên tin đi, để mình tránh được cái nào thì đỡ cái đó cho mình thôi hà, chứ không phải mê tín cái gì hết. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi mà kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật là hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.